Rồi chào mọi người, hôm nay mình lên cho mọi người là hai cái này nha, một cái máy cưa nè, một cái máy cắt gỗ, cắt bàn gỗ và cắt nhôm nha. Thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người coi nha. Ở đấy nha. Mọi người phải bấm cái nút này với cái nút dưới với hai nó mới chạy nha. Nè, Oshito nha.